Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thạch Rộng Vlog. Hôm nay Hậu tiếp tục ra video về câu cá nha các bạn. Hôm nay mình sẽ câu ở chỗ cái vũng nước này nữa bạn. Có lục bình nhiều nè, cá ụt quá trời luôn. Thì hôm nay mình sẽ test ha, câu thử rồi. Hôm nay mình có mùi tổ ong nữa các bạn. Tổ ong sẽ câu tổ ong, còn bọc không lắm bạn. Đó, mình sẽ câu ở đây ha. Bây giờ xin mời cả các bạn theo dõi coi cái màn câu cá của mình ra sao ha, như thế nào. Rồi, bây giờ xin mời các bạn theo dõi nha. Rồi, một cái rô dính ra, mùi nhiều rồi, một cái rô, cái đồ to 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 lắm ơi, to to đó, đó. Đó. Ghê bạn ơi, ghê ghê ghê, ôi ha, cái gù bạn ơi, gù này, này, gù này, này nhỏ. Để xuống là làm điện bạn.
vui chứ mày. Đó, em nữa bạn ơi. Gù gù gù. Gù không hả bạn ơi? Gù không. Đây. Em mất rồi. Vừa vừa không à, có hai ngón tay không à, không có to lắm ơi. Đây các bạn ơi, thành quả câu buổi này được có mấy con các bạn ơi. Cá không ăn các bạn. Biết làm sao nữa. Có mấy con cái gù. Và được có nhiêu đây các bạn ha. Rồi, kết thúc clip luôn mọi người. Các bạn xem thì nhớ đăng ký để theo dõi những bằng câu cá tiếp theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.